Đội tuyển Đức chốt danh sách tham dự vòng chung kết World Cup. Huấn luyện viên Hansi Flick đã chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ Đức cho hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2022 trên đất Qatar. Huấn luyện viên Hansi Flick đã chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ Đức cho hành trình chinh phục ngôi vương World Cup 2022 trên đất Qatar. Trong bản danh sách vừa công bố, những gương mặt đáng chú ý như Manuel Neuer, Bayern Munich, Thomas Müller, Bayern Munich, Rüdiger, Real Madrid, Joshua Kimmich, Bayern Munich, Leicester Gundogan, Manchester City đều góp mặt. Tại giải đấu trên đất Qatar, thủ thành Manuel Neuer tiếp tục là thủ quân của đội tuyển Đức. Hiện Neuer, Müller và Kimmich là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của tuyển Đức. Người đang có số trận thi đấu nhiều nhất cho Diamond Scout là Müller với 118 trận, tiếp đến là Neuer với 113 trận và Joshua Kimmich ở con số 70 trận. Bên cạnh những cầu thủ kinh nghiệm, hai cầu thủ Youssoufa Moukoko, Bibi Domangi và Niklas Ekeliorak, Wendell Freeman sẽ có lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển. Ngoài ra, nhà vô địch thế giới 2014 Mario Gvildi, Eintracht Frankfurt cũng trở lại đội tuyển kể từ sau khi góp mặt trong trận hòa Pháp 2-2 vào tháng 11 năm 2017 tại Cologne. Trong khi đó, Robin Gosens, cầu thủ chơi rất hay tại Euro 2020, không có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022. Ngoài ra, Marco Reus, Bibi Domann cũng không thể cùng đội đến Trung Đông tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vì chấn thương. Đội tuyển Đức sẽ rời Frankfurt đến Oman vào thứ Hai, tới 14 tháng 11, và sẽ có trận đấu quốc tế cuối cùng trước khi bắt đầu World Cup gặp đội tuyển Oman tại Muscat vào ngày 16 tháng 11. Tại vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Đức nằm ở bảng E cùng với Costa Rica, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick bắt đầu hành trình bằng trận gặp Nhật Bản ngày 23 tháng 11. Tiếp đến, họ sẽ bước vào trận đại chiến với Tây Ban Nha ngày 28 tháng 11 và khép lại vòng bảng bằng màn đối đầu Costa Rica mùng 2 tháng 12. Đội hình tuyển Đức dự World Cup tại Qatar ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022. Thủ môn Manuel Neuer ngày 27 tháng 3 năm 1986, Bayern Munich 113 trận, Marc-André ter Stegen ngày 30 tháng 4 năm 1992, Barcelona FC 30 trận, Kevin Trapp mùng 7 tháng 8 năm 1990, Eintracht Frankfurt 6 trận. Phòng thủ Anel Bialacocap ngày 12 tháng 11 năm 2001, Southampton FC 1 trận, Matthew Ginter ngày 19 tháng 1 năm 1994, SC Freiburg 46 trận, 2 bàn thắng, Christian Gunter ngày 28 tháng 2 năm 1993, FC Freiburg 6 trận, Thilo Kehrer ngày 21 tháng 9 năm 1996, West Ham United 22 trận, Luke Klostermann mùng 6 tháng 3 năm 1996, RB Leipzig 18 trận, David Zam ngày 22 tháng 4 năm 1998, RB Leipzig 11 trận, Antonio Rüdiger mùng 3 tháng 3 năm 1993, Real Madrid 54 trận, 2 bàn thắng, Nico Schlotterbeck ngày 12 tháng 1 năm 1999, Borussia Dortmund 5 trận, Niklas Süle mùng 9 tháng 3 năm 1995, Borussia Dortmund 42 trận, 1 bàn thắng. Tấn công, Karim Adeyemi ngày 18 tháng 1 năm 2002, Borussia Dortmund 4 trận, 1 bàn thắng, Julian Brandt mùng 5 tháng 2 năm 1996, Borussia Dortmund 38 trận, 3 bàn thắng, Niklas Ekeliorak mùng 2 tháng 9 năm 1993, Werder Bremen lần đầu được gọi Serge Gnabry ngày 14 tháng 7 năm 1995, Bayern Munich 36 trận, 20 bàn thắng, Leon Goretzka mùng 2 tháng 6 năm 1995, Bayern Munich 44 trận, 14 bàn thắng, Mario Gvildi. Mùng 6 tháng 3 năm 1992, Eintracht Frankfurt 63 trận, 17 bàn thắng, Ike Gundogan. Ngày 24 tháng 10 năm 1990, Manchester City 62 trận, 16 bàn thắng, Kai Havertz. Mùng 6 tháng 11 năm 1999, Chelsea 30 trận, 10 bàn thắng, Ronald Hoffman. Ngày 14 tháng 7 năm 1992, Borussia Mönchengladbach 16 trận, 4 bàn thắng, Joshua Kimmich. Mùng 2 tháng 8 năm 1995, Bayern Munich 70 trận, 5 bàn thắng, Youssoufa Moukoko. Ngày 20 tháng 11 năm 2004, Borussia Dortmund lần đầu được gọi
Thomas Müller, ngày 13 tháng 9 năm 1989, Bayern Munich, 118 trận, 44 bàn thắng, Jamo Musiala, ngày 26 tháng 2 năm 2003, Bayern Munich, 17 trận, 1 bàn thắng, Leroy Sane, mùng 1 tháng 11 năm 1996, Bayern Munich, 47 trận, 11 bàn thắng.